Kính thưa các lãnh đạo Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, kính thưa các bác, các anh, các chị, đồng nghiệp hết sức thân thiết của tôi và gia đình, đại gia đình lớn của gia đình nhỏ của tôi. Tôi thật sự xúc động trong cái buổi tiếp nhận ngày hôm nay. Có lẽ những cái điều mà giáo sư Phùng Hữu Phú, giáo sư Nguyễn Văn Huy và tất cả các anh đã phát biểu, tôi cứ nghĩ rằng đã vượt quá cái mà tôi có. Tôi cũng xin nói rất chân thành, không một chút ngoại giao, rằng lúc đầu trung tâm có đề nghị tôi trao cái tài liệu về mặt thì tôi không dám nhận, vì tôi cảm thấy có một cái là mình chưa làm được bao nhiêu, thực sự là như vậy. Hơn 50 năm nhưng chưa làm bao nhiêu, cuộc sống có quá nhiều những vấn đề mà ngành khoa học xã hội nhân văn phải giải quyết, nhưng mà mình chưa làm bao nhiêu, cho nên tôi không dám nhận. Nhưng mà khi gặp các đồng chí lãnh đạo trung tâm và các cán bộ trẻ của trung tâm đến gặp gỡ tôi thì tôi rất trân trọng, cảm phục. Và tôi cảm nhận thấy là không phải là cái tài liệu hiện vật của cá nhân tôi để tôn vinh cho tôi, mà qua cái này thực sự là một sáng kiến lớn, hết sức độc đáo, để qua đó tôn vinh những nhà khoa học Việt Nam, những người đã làm việc một cách tâm huyết, thầm lặng, kiên trì, trung thủy với hoạt động của mình. Trong điều kiện lúc này đang có khuynh hướng sự xuống cấp về mặt đạo đức, về mặt văn hóa và cái sự lộn xộn trong những cái chuẩn giá trị, thì những nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học xã hội cần phải được khẳng định một cách quyết liệt hơn nữa, và cái sự cống hiến của họ cần phải được tôn vinh hơn nữa. Nếu không thì đời sống vật chất có thể lên, nhưng mà đời sống tinh thần, những cách con người có thể xuống. Trong cái suy nghĩ đó, tôi tiếp nhận việc trung tâm đề nghị tôi trao tài liệu hiện vật không phải vì cá nhân tôi, xin nói hết sức chân thành như vậy, mà vì cái sự khẳng định cho sự cống hiến hết sức thầm lặng, tâm huyết và nhiều khi cô đơn của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn những nhà khoa học trên đất nước chúng ta, mà trong đó có rất nhiều những nhà khoa học lão thành là bậc đàn anh, là bạn bè của tôi ngồi hôm nay. Thì đấy là cái suy nghĩ mà tôi quyết định là trao cái hiện tài liệu hiện vật. Nhân cái buổi hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn. Trước hết, tôi xin cảm ơn cuộc sống. Với 72 năm trong cuộc đời và 51 năm hoạt động khoa học, trước hết tôi xin cảm ơn cuộc sống. Những ngày ở được đại học, 25 năm ở trong quân đội, 17-18 năm ở cơ quan của Đảng, chính cuộc sống đó với tất cả những thực tiễn phong phú của nó, quyết liệt của nó và những ẩn số của nó đã giúp cho tôi sống và làm việc. Không có thực tiễn đó, giống như anh Phú nói, thì không có khoa học của tôi. Mặc dù trải qua không ít những đau đớn, trải qua không ít những thử thách quyết liệt, nhưng mà cuộc sống đã cho tôi đứng vững và cho tôi làm việc có ích. Thứ hai, tôi xin cảm ơn các nhà khoa học, những người đồng nghiệp với tôi, những người anh, những người đồng chí, những người bạn, những người đồng đội của tôi trong suốt hơn 50 năm qua đã đồng hành với tôi trong tất cả sự thầm lặng nhưng mà kiên cường để có thể tạo nên được những công trình khoa học. Trong 26 công trình của tôi thì chỉ có 12 công trình là tôi viết, còn những công trình còn lại là tôi chủ biên. Hàng trăm những nhà khoa học trong cả nước đã là cộng tác viên của tôi, là cộng sự của tôi. Những cái mà tôi làm trong các văn kiện của Đảng, trong các chỉ thị nghị quyết của Đảng không phải là của bản thân tôi, mà tôi chỉ như là một cái cần anten
để lắng nghe, để thu nhận những cái tiếng nói của cuộc đời này để đưa vào trong các văn kiện cuộc sống. Và cùng với các nhà khoa học trăn trở tìm tòi từng câu, từng chữ một, từng ý một để đưa những cái của cuộc đời này vào trong các văn kiện của Đảng. Cho nên tôi xin cảm ơn các nhà khoa học đã hơn 50 năm đồng hành cùng với tôi, đồng cảm với tôi và cùng tôi vượt qua khó khăn. Tôi xin cảm ơn thứ ba là cảm ơn đại gia đình của tôi có một truyền thống gắn bó sâu sắc với cuộc đời này, mặc dù là trải qua những bước thăng trầm không thể tưởng tượng được của 50, của 70 năm của sự nghiệp cách mạng của chúng ta, nhưng đã đứng vững, đã trụ vững ở trong cuộc đời, và chính đó là sức mạnh của tôi. Tôi xin cảm ơn gia đình bé nhỏ nhưng cực kỳ thân yêu của tôi, nhà tôi, Phó Giáo sư Nguyễn Thị Chiến, hai con trai của tôi, ba đứa cháu nội của tôi, hai con dâu của tôi. Đó là động lực để tôi sống và làm việc. Đó là một trong những cái sức mạnh ở bên trong. Không có họ, không có những công trình khoa học của tôi và không có cả cuộc đời của tôi, kể cả những lúc mà tôi thường gục ngã ở trong bệnh viện, tôi xin nói một cách hết sức chân thành thế đó. Và chính những cái nguồn động lực đó đã giúp cho tôi làm không được bao nhiêu nhưng làm những việc có ích ở cho gia đình, cho bản thân, cho cuộc đời. Và điều cuối cùng, với tất cả lòng biết ơn và sự trân trọng, tôi xin cảm ơn Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, giáo sư, tiến sĩ, anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, người cùng với các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức và Viện Huyết học Trung ương đã 3-4 năm qua chữa bệnh, giúp cho tôi vượt qua được những cái căn bệnh trong thời gian vừa qua, và đã chỉ đạo, và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, chị Ngọc Lan, Phó sư Nguyễn Văn Huy, chị Hạnh và tất cả các bạn ở Trung tâm Di sản này. Tôi cho rằng đây là một hoạt động đã đi trước thời đại. Đúng như anh ý nói, đáng ra công việc này phải là sự tôn vinh của nhà nước, của Đảng, của nhà nước đối với những nhà khoa học thầm lặng đã cống hiến cả đời mình cho sự phát triển của đất nước. Nhưng mà trung tâm này đã đi trước thời đại và đón trước những vấn đề và đã làm được những việc mà tôi nghĩ rằng không có một sự tâm huyết, không có một tình yêu với khoa học, không có sự trân trọng tuyệt vời với những cái sản phẩm khoa học, không có được cái hoạt động như hôm nay. Có lẽ các nhà khoa học có mặt hôm nay cũng đồng cảm với tôi cái sự cảm ơn đó. Một lần cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả.